Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của bóng đá STV. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có một trận đấu được coi rằng là để đời trước đội tuyển Nhật Bản vừa qua, khi mà thua với tỷ số chung cuộc đó là 2-4 thôi, thì đặc biệt có rất nhiều các cổ động viên của Việt Nam đã đồng loạt xin lỗi huấn luyện Philippe Trochet và truyền thông Nhật Bản cũng tỏ ra kính nể về tinh thần của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, cổ động viên của khắp châu Á và Đông Nam Á vừa qua thì đã có rất nhiều những sự ngạc nhiên cũng như sự thán phục dành cho màn trình diễn của thầy trò Philippe Trochet trước trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản ra quân tại Asian Cup 2023. Một cổ động viên của Indonesia thậm chí còn đã phải thốt lên như thế này: mọi thứ đều có thể xảy ra cho bóng đá. Thật kinh ngạc khi mà đội tuyển Việt Nam lại đá hay đến như vậy. Các bạn thực sự làm rất tốt. Và trận đấu vừa qua từ đội tuyển Nhật Bản, cầu thủ tiền vệ đó Takumi Minamino đã giúp cho đội tuyển Nhật Bản vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 11 thôi. Nhưng cuối cùng thì những pha lập công của những Đình Bắc ở phút thứ 16 và Phạm Tuấn Hải thì đã giúp cho đội tuyển Việt Nam dẫn ngược với tỷ số 2-1 ở phút thứ 33. Và tất nhiên đó là một trong những thời điểm thực sự vỡ òa dành cho các cổ động viên không chỉ là Việt Nam mà còn là của cổ động viên của khắp Đông Nam Á nữa. Bởi thực tế vừa qua chúng ta thấy rằng cái phong độ cực kỳ khủng khiếp của tuyển Nhật Bản cũng như đẳng cấp của đội bóng này thì chẳng ai có thể nghĩ nổi rằng là trong những phút thứ 33 của hiệp 1 đầu tiên thôi thì đội tuyển Việt Nam khi đó là dẫn với tỷ số đó là 2-1. Đương nhiên với những cầu thủ đẳng cấp như vậy thì cuối cùng thì đội tuyển Nhật Bản họ vẫn có thể lật ngược được thế cờ, thắng chung cuộc với tỷ số đó là 4-2. Và sau khi mà kết thúc trận đấu thì trên mạng xã hội có quá nhiều các cổ động viên của Đông Nam Á đã phải tỏ ra thán phục trước các chàng trai áo đỏ và họ đã phải thốt lên như thế này: các bạn đã chơi vô cùng ấn tượng và xứng đáng nhận được những lời ngợi khen sau màn trình diễn trước đội tuyển Nhật Bản. Và thậm chí thì cả cổ động viên của Nhật Bản nữa vừa qua sau khi trận đấu kết thúc thì họ cũng thừa nhận rằng là đội tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn rất tuyệt vời, bất chấp là khoảng cách về mặt trình độ rất lớn giữa đội tuyển Việt Nam cũng như Nhật Bản. Bởi trên trang của Liên đoàn bóng đá châu Á, APC, thì có một tài khoản từ Nhật Bản họ có viết như thế này, thưa quý vị và các bạn: xin chúc mừng đội tuyển Nhật Bản, chúc may mắn Việt Nam, các bạn thực sự rất đáng kinh ngạc. Ngoài ra thì đương nhiên rồi, không chỉ có một vài bình luận đâu, mà có hàng ngàn các bình luận đến từ các cổ động viên của khắp Đông Nam Á, khắp châu Á nữa, có nói về cái màn trình diễn vừa qua. Và họ tỏ ra cực kỳ mến mộ và thích thú với những gì mà những tuyển thủ Việt Nam của chúng ta đã thể hiện ở trong trận đấu ra quân tại Asian Cup 2023 gặp đội tuyển Nhật Bản. Và đương nhiên đó là những lời thán phục rồi. Tới gôn của Nhật Bản thậm chí còn đã nhắc đến bàn thắng của Đình Bắc như thế này: Đình Bắc đánh đầu quả ngược sau quả đá phạt của Hùng Dũng bên cánh trái. Cú đánh đầu của Đình Bắc đi theo một quỹ đạo rất khó vào góc cao khung thành, qua đó san bằng tỷ số 1-1. Đó là những gì mà vận động viên của Nhật Bản Mikino có thừa nhận rằng và khẳng định rằng đó là một bàn thắng vô cùng tuyệt vời. Còn trên các diễn đàn của bóng đá Việt Nam đương nhiên chúng ta thấy rằng sẽ có rất nhiều những bình luận rất đặc biệt, có rất nhiều những bình luận khác nhau, có những thái độ khác nhau liên quan đến màn trình diễn của tuyển quốc gia Việt Nam cũng như là huấn luyện viên Philippe Trochet. Và kính thưa quý vị và các bạn, đó những phát biểu như thế này: tôi muốn gửi lời xin lỗi đến huấn luyện viên Philippe Trochet vì thời gian vừa qua đã nghi ngờ năng lực cầm quân của ông ấy. Tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Pháp thì đội tuyển Việt Nam sẽ có tương lai sáng lạn. Tôi mơ về World Cup cùng với đội tuyển Việt Nam. Đó là những gì mà rất rất nhiều các cổ động viên của chúng ta đã chia sẻ những cái bình luận của mình trong trận đấu vừa qua sau khi mà nó kết thúc với tỷ số 2-4 nghiêng về đội tuyển Nhật Bản. Tất nhiên thì với những màn trình diễn vừa qua rất xuất sắc của tuyển quốc gia Việt Nam, kể cả là về cái lối chơi chúng ta phù hợp khi mà phòng ngự một cách rất chủ động, và thứ hai nữa cái điều quan trọng đó chính là về mặt tinh thần, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tốt và chúng ta xứng đáng có được những lời ngợi khen vừa qua dành cho đội tuyển tới từ rất nhiều các cổ động viên của khắp châu Á vừa qua nữa. Ngay cả bản thân chúng tôi cũng thế thôi, rất nhiều những thông tin, những bản tin chúng tôi cũng đã nói rồi, đó là vì khi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta thi đấu tốt và trình diễn cái bộ mặt tốt trong trận đấu gặp Nhật Bản, chúng tôi sẽ có những phân tích rất cụ thể và đương nhiên kể cả lấy lời xin lỗi dành cho ông Philippe Trochet. Bởi đây không phải thời điểm này chúng tôi mới nói như vậy đâu, mà trong khoảng vài tháng trước chúng tôi cũng đã nói rồi, nếu như đội tuyển Việt Nam chúng ta có những kết quả tốt ở những giải đấu chính thức như thế này thì chúng tôi sẵn sàng sẽ đưa ra những lời xin lỗi dành cho ông Philippe Trochet. Nhưng tất nhiên trong trận đấu sắp tới chúng ta còn một trận đấu nữa gặp đội tuyển Nhật Bản, và đó là một trong những trận đấu rất quan trọng để cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có được cơ hội đi tiếp tại Asian Cup 2023 này.
và đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ khác rất nhiều so với đội tuyển Nhật Bản, đó là Indonesia, một đối thủ chắc chắn được coi rằng là dưới cơ ở trong thời điểm này. Vì vậy chúng ta sẽ cùng chờ đợi cái lối chơi kiểm soát bóng của Philippe Petrucci sẽ được thể hiện như thế nào. Rất kỳ vọng rằng đội tuyển sẽ mang đến những màn trình diễn tốt hơn nữa, một tinh thần thi đấu tuyệt vời hơn nữa giống như những gì mà chúng ta đã thể hiện ở trong trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản. Và xin chúc cho đội tuyển sẽ thành công.